Và một ngày đẹp trời bạn thức dậy thấy phía ngoài cửa sổ có các siêu anh hùng đang bay qua các mái nhà đánh bại yêu ma, trừ gian diệt ác, một thế giới thật là tuyệt vời, có Superman, Batman cho đến khi Superman bắn la rè vỡ đầu một anh công tân xấu số còn Batman thì đấm lòi ruột một bé gái tuổi tin Chào mừng đến với The Boys nơi mà sức mạnh càng lớn thì độ mất dậy càng cao, gái gú hút chích xa đọa giết người và siêu anh hùng ở đây chỉ quan tâm đến sự nổi tiếng và ăn chơi, còn mạng người còn có khi còn thua cả một con gà. Ít ta con gà còn chặt ra mà ăn được. Phim bắt đầu với một vụ cướp trên phố bố mẹ của hai cậu nhóc sắp sửa bị mồ côi con nhưng mà một cô gái từ trên trời lao xuống chặn đứng chiếc xe như cách mà tôi chặn mấy anh môi giới bất động sản cô là queen Maeve wonder woman trong thế giới này sau đó thì superman xuất hiện giải cứu con tin superman trong thế giới này là homelander nhân vật chính trong banshee cả hai đều là thành viên của the seven nhóm 7 siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới và nhắc lại là nổi tiếng nhất chứ không phải là liêm khiết nhất tại vì ở thế giới này thì siêu anh hùng chỉ cần có phim để kiếm tiền tôi chứ không có chính nghĩa gì hết sau đó thì chúng ta được gặp nhân vật chính hughie một người bán tivi vô danh tiểu tốt lúc này đang hôn bạn gái ở ngoài vỉa hè rồi một cơn gió lao qua và tặng Huy màn đá lưới công cộng tệ nhất lịch sử đời cậu và thôi thì ít nhất đến những phút cuối cùng cậu vẫn không hề buông tay người yêu cơn gió đó tên là A Train cũng là thành viên của The Seven mất người yêu thì Huy chắc phải buồn lắm nên là phim chuyển cảnh đến bạn gái tương lai của Huy Annie tên trong giới anh hùng là Starlight tôi thì cũng không quá rõ Starlight năng lực là gì <laughs> khá giống cái bóng đèn xong mắt sáng sáng lên. Starlight thì đang rất chăm chỉ luyện tập để sắp tới thi tuyển vào giờ Seven. Quay lại với Huey, người đang rất buồn. Trên TV thì a chuyên lên tiếng xin lỗi và nói dối là mình đang đi bắt tội phạm nên là vô tình va phải cô gái xấu số. Huey bắt đầu nhận ra là bọn siêu anh hùng này có cái gì đấy sai sai và luận điểm của anh được khẳng định chắc chắn hơn khi mà người của Vought, công ty quản lý của tờ Seven đến đưa tiền cho anh và bảo anh là thôi đứng kiện cáo hay nói năng gì. Huey từ chối tại vì cuộc đời anh có mỗi cô bạn gái và quyết định là kiện Adrian đến cùng. Trong khi đó thì Annie đến Vought và chuẩn bị làm lễ ra mắt. Ở đây thì chúng ta biết được ngoài ba súp kể trên ra thì The Seven còn có thêm ba người khác là giờ Deep Kiểu Aquaman, Black Noir là Batman Và Chen là kiểu người tăng hình ấy Sau buổi ra mắt thì Annie được đưa lên trụ sở của The Seven Và ở đây thì cô được trải nghiệm truyền hình thực tế lần đầu tiên trong đời Khi mà The Deep bắt cô phải thổi kèn cho hắn Nghe hơi tế nhị nhưng mà em có thể thổi kèn cho anh được không? WTF bro Không sao anh kiểm tra rồi Em vừa sinh nhật 18 tuổi hôm qua Và Giang Mai chỉ lây qua đường nước bọt thôi Ý tôi không phải là thế Chó Thứ duy nhất mà tôi thổi là nồng độ cồn ờ ừ, em cũng cứng ấy nhưng mà anh là người mạnh thứ hai trong tờ seven thế bây giờ em có thích ở lại trong tờ seven không hay như nào thế là xa lai đành phải chấp nhận bị vấy bẩn. Trở lại với Huey thì trong lúc đang đi mua đồ, anh gặp một chàng trai trông khá gấu tên là Billy Butcher. Butcher thì biết Huey là người liên quan trong vụ giết người của A-Train nên đã rủ cậu tham gia vào một kế hoạch nào đó. Huey thấy là cái thằng cha này là một cái dạng đa cấp gì đấy là không nghe, nhưng mà Butcher bắt đầu giải thích, nghe này cù cú nghĩ bọn siêu anh hùng này được tạo ra để cứu nhân loại à? mỗi năm bọn này sát hạn cả nghìn người điêu thế thì báo đài đưa tin đầy thôi ra đường đi đọc báo ít thôi thế sự thật là như nào sự thật là mày là rách còn bọn nó là messi bọn nó có làm gì đi chăng nữa ấy? thì giá trị thương hiệu của bọn nó là quá lớn để bị vùi lấp và người dân thì mù quáng người ta không tin những anh hùng của mình là kẻ biến chất đâu hughie thì có hơi lưỡng lự một chút nhưng mà vẫn cứ là lên đường bút chờ dẫn hughie đến một cái hộp đêm nơi mà bọn siêu anh hùng thao hồ đồi trị thoát loạn mà không sợ phóng viên báo chí sau đó thì bút chờ dẫn hughie đến phòng camera và nghe lén cuộc nói chuyện của a chuyên thanh niên này thì không hề có sự hối cải nào mà còn cười đùa về cái chết của bạn gái hughie điều này khiến hughie cực kỳ phẫn nộ siêu anh hùng nào cũng thế này hết à tất cả trừ homelander à thế anh

Ờ, thì cũng không rượu chè gái gú nhưng mà đâm cha chém chú bóc vũ chị dơ vào đầu em nhỏ bút nói thêm là vót đang che giấu một cái điều gì đó và a chuyên không hề ngăn cản bọn cướp ngân hàng ngày hôm đó mà hắn đang vận chuyển thứ gì đó trong túi và anh cần huey đột nhật vào vót để điều tra huey nhận ra cơ hội ngàn năm để từ một nhân viên bán hàng thành tom cruise trong một đêm điều này khiến huey hơi lú một tí quay trở lại với starlight thì sau khi bím chu giờ deep xong thì cô nhận ra là không chỉ giờ deep mà cả chen lucian cũng không khác gì một thằng biến thái và cả cái giới siêu anh hùng cũng là một cái bọn biến thái luôn quá buồn như là annie ra cũng công viên gọi điện cho mẹ nhưng mà mẹ cô kiểu là mau là mau siêu anh hùng mà điêu quyết ani thì không hiểu sao mẹ mình là như thế tôi nghĩ là do điện thoại cô thì không được mua từ cell phone nơi đang có chương trình tựu trường lên điêu chiến back to school 2024 mùa thi mùa nhập học sắp đến thì anh em nhớ sắm đôi công nghệ mà có ưu đãi khủng cho học sinh sinh viên là phải ghé ngay cell phone chỉ cần đăng ký một lần duy nhất thành viên Ad student mua sắm cho mùa tự trường sẽ được hưởng tất cả quyền lợi như là giảm đến tận 10 trên giá khuyến mãi trợ giá đến 5 triệu khi tham gia thu cũ lên đời máy mới miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng Hàng. laptop, máy tính bảng, điện thoại, phụ kiện đồng hồ hay là tai nghe đều được giảm dành riêng cho học sinh sinh viên. Thao hồ chọn lựa được mọi phân khúc từ hôm nay cho đến hết tháng 10 Còn được hỗ trợ trả góp dành cho các bạn sinh viên chính quy trên các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc, không cần chứng minh thu nhập, không cần có việc làm với mức trả trước chỉ từ 10%. Chi tiết anh em đến ngay 120 cửa hàng của Sephora hoặc click vào link trong phần mô tả và comment để đặt mua online nhanh chóng. Quay trở lại với video thì ở đây thì cô gặp Hughie, tôi nói chuyện với Hughie, nói xong thì lại thấy tự tin hơn và từ tự tin thì chuyển sang muốn vặt cổ giờ deep. Bài học rút ra là nếu mà chị em không muốn thì đừng có ép bím chu sau cuộc nói chuyện này thì Huy cũng nhận lời của Butcher chờ gọi điện cho đại diện của vót và muốn nhận lời xin lỗi trực tiếp từ Adrian mới chịu cơ sau khi lên được trụ sở của The seven Huey được Adrian xin lỗi thật và hoàn toàn kìm được cơn giận dữ để chuẩn bị cài máy nghe lén nhưng mà tất cả mọi việc đã đều bị chen luson nhìn thấy hắn tìm đến tận cửa hàng của Huy và hỏi bút chờ là thằng nào bút chờ trả lời luôn bằng một cú tông xe hai người cùng nhau hợp sức hạ được chen và cái bố này ngoài tăng hình xong rồi đi vào nhà tắm nữ ra thì vô dụng phết ngoài lề một chút về vót thì công ty này có một bí mật mang tên là hợp chất vi đây là thứ giúp cho siêu anh hùng ở thế giới này có siêu sức mạnh chứ không phải là cái món trời ban nào hết một thị trưởng hợp tác với vót đã biết được cái chuyện này và homelander đã sát hại cả gia đình ông này ngay sau đó tại vì nếu chuyện vi mà lộ ra ngoài thì thanh danh của đám siêu nhân đi trầu hết trở lại với huey sau khi đánh ngất được chen lucian thì đã cùng bút chờ đưa hắn đến nhà một người bạn của bút chờ là Frenchie một tay chơi xã hội đen người pháp có tiếng và không bê đê cháu đến mùa bốn ban đầu thì Frenchy cũng lo sợ homelander sẽ tìm đến mình tại vì trên người chen lucian có gắn chip định vị nhưng mà do đã lộ mặt trước Chen nên là bất đắc dĩ phải tham gia. Trong khi đó tại VOD thì chúng ta biết được là hóa ra chỗ này không khác gì mấy công ty TikTok toàn đào tạo KOL diễn xuất. Tất cả siêu anh hùng thì đều phải học cách trở thành người nổi tiếng trước công chúng. Và lần này thì Annie sẽ phải tham gia team với The Deep tại vì viewer thì thích xem cái kiểu siêu anh hùng team up Avenger các thứ. Trong lúc đó thì Frenchy và Huey đã tạo ra một căn phòng chặn sóng tín hiệu và nhốt Chen trong đấy. Điều này giúp Homelander sẽ không thể tìm ra vị trí của Chen Nhưng mà có một vấn đề nan giải ở đây là Chen có làn da cứng như kim cương nên là không thể giết hắn bằng cách thông thường được. Yui thì mới tham gia nhóm nên là vẫn còn nhát và chưa dám nghĩ đến chuyện giết chóc. Trong lúc đó thì tin về vụ máy bay do Homelander gây ra đã bị giờ Deep tìm thấy và đem về kể cho Madeline. Homelander đến gặp Madeline và nói là bố mày làm việc đấy đây và bố mày làm việc đấy vì Vot. Nhưng mà Homelander không biết là ông này rất quan trọng trong kế hoạch của Vot sắp tới nên là Madeline đã chỉ trích Homelander. Điều này làm Homelander tức giận nhưng mà Madeline nhanh chóng xoa dịu Homelander bằng một cú vuốt má và thế là chúng ta biết được Homelander có mommy issue và hồi bé không được yêu thương đúng cách sau đó thì hắn trở lại nghiêm túc và gặp giờ deep cảnh báo rằng đừng có bép xếp chuyện máy bay giờ deep thì sợ thụt cả mang cá vào trong và đúng vậy starlight đã bím chu cho một thằng phong bạt điều này sẽ làm huey buồn lắm đây trở lại với nhóm bút chờ thì anh này cố xử lý chen lucian bằng một khẩu bắn tỉa nhưng mà hắn không bị làm sao cả đã thấy còn làm rách lớp chắn tín hiệu khiến vót dò ra được vị trí của chen lucian nhưng mà không phải kiểu vị trí chính xác mà chỉ ở trong vùng đấy thôi về phía starlight thì đã công khai bật lại giờ deep vì cô biết là giờ deep là thằng cùi bắp nhất từ seven ngoài nói chuyện với cá và bôi trơn cùng bạch tuộc ra thì chỉ có giỏi nhảy tiktok challenge với edit capcut thôi sau đấy thì hai người la vào chiến đấu với lũ tội phạm nhưng mà hóa ra đây cũng chỉ là một màn dàn dựng bởi Vot để quay video highlight các thứ lúc này thì annie mới nhận ra bản chất thực sự của toàn bộ tổ chức này thực ra là biết từ hồi trước rồi nhưng mà hám phê cơ cứ... thế mà bao nhiêu người hâm mộ trên thế giới vẫn đang thích lũ cái biến thái này trên đường về nhà thì cô gặp một đám du côn đang làm trò sằng bậy với một cô gái và ra tay kiếm cô gái đấy nhưng lại bị camera quay lại cảnh hành hung hai tên kia thế là bị kiện ngược về việc đánh người tại nhà Frenchy thì Vot đã mò đến nhưng mà không tìm được căn phòng chứa Chanlusion. Trong lúc đó thì Huey vào phòng và cố gắng hỏi Chanlusion thông tin về Adrian và dự tính là nếu mà hắn nói ra cái gì hữu ích thì sẽ thả ra. Thôi nói đi, hôm nay Adrian đi đâu? Nói xong tao tha cho. Adrian á, hắn đến nhà mẹ mày. Nghiêm túc thế nào? Bọn kia định giết mày đấy. Mày đang nghĩ mày đang cửa trên đấy à? đấy nhá bố mày là Messi mày là rách tao nhiều fan hơn cả BTS mày là cái thằng ớt ơ bán TV sống qua ngày một lúc nữa thôi ấy, Homelander đến và sẽ biến mày thành sốt spaghetti ở đấy mà dọa bố mày Huey thì cũng có một chút lung lay nhưng mà xong lại tiếp tục mặc kệ Jack Lawson quay trở lại với Vot nơi đang diễn ra buổi họp với các quan chức cấp cao mục tiêu của Vot là đưa siêu anh hùng vào hệ thống quân đội Hoa Kỳ nhưng mà các quan chức không đồng ý nên là Madeline đã cử một súp có khả năng biến hình là doppelganger giả là một cô gái để gạ gẫm thượng nghị sĩ và ép buộc ông ta cho kế hoạch của mình trong lúc đó thì sau khi xem xong một video về con rùa thì Frenchy đã nghĩ ra một cách để thủ tiêu Chenlution. Nếu mà da của Chenlution quá cứng thì đút bom vào bên trong là được. Nhưng mà đút qua mồm thì hắn sẽ nôn ra ngay lập tức nên là phải đút qua lỗ đít thôi. Chenlution sợ quá nên là đã khai ra A-Train hôm đó đã đến nhà Popclaw. nhận được thông tin thì Butcher định cho nổ tung đít Chenlution luôn. Nhưng mà Homelander đã tìm đến do la khắp tòa nhà. Frenchy và Butcher đi ra để đánh lạc hướng hắn. Còn Chenlution nhân cơ hội đái vào ổ điện và nó thực sự có tác dụng. Trang trốn được ra ngoài và đối mặt với Hughie và tiếp tục là một màn dọa nạt và hứa sẽ tha cho Hughie nếu mà anh để hắn thoát. Nhưng mà Hughie đã trưởng thành, kích nổ của bom và Đít của Trang nổ tung tóe. Sau vụ giết Trang thì Hughie chính thức gia nhập nhóm, độ tiến nhiệm tăng cao. Tuy nhiên thì Bút chờ vẫn cử Francie theo dõi nhất cử nhất động của Hughie, vì sợ anh sẽ làm gì đó dại dột. Hughie trở về nhà và đập hết đống đồ siêu nhân của mình đi. Kế hoạch tiếp theo của nhóm là theo dõi Popclaw người tình của Adrian và để làm điều đó thì họ cần thêm đồng đội mới và đó là Mother Milk Nghe đần phết nhưng mà bố này đúng thật là tên là sữa mẹ Và giờ tôi mới biết là sữa mẹ có cả vị sô-cô-la Ta còn biết được là nhóm của Butcher trước đây đã hoạt động cùng nhau Nhưng mà vì lý do nào đó nên đã tan rã Mother's Milk và Huey vờ làm nhân viên sửa chữa và cài camera vào nhà Pop Claw Adrian thì đã đến và xin Pop vài liều hợp chất vi Vì sắp tới hắn sẽ tham gia một cuộc đua với một siêu anh hùng có siêu tốc độ khác Và nếu Adrian thua thì sẽ bị đuổi khỏi tờ Seven Nhóm của Butcher bắt đầu điều tra thứ được gọi là hợp chất vi ở phía Starlight thì vụ đánh người của cô đã chuyển hướng khi mà cô gái bị hại lên tiếng và nhờ đó danh tiếng của Starlight lên như diều gặp gió, nhận thấy giá trị thương mại của Starlight, Vot đã đề nghị thiết kế cho cô một bộ trang phục mới từ kiểu nhẹ nhàng ngây thơ sang sexy hở đít các thứ. Starlight thì không hề muốn mình bị tình dục hóa trắng trợn như thế, còn tôi thì không hề muốn làm YouTuber mà tôi muốn làm tổng thống Mỹ cơ. Nhưng mà chúng ta không được nhận thứ gì mà chúng ta muốn đúng không? Thế nên là đành phải chấp nhận để giữ cái ghế trong The 7. Lúc này chúng ta đến với cuộc đua của A Train, cả nhóm của Butcher và The 7 đều có mặt tại sự kiện này. Starlight ra mắt trong bộ trang phục mới và ngay lập tức bị quấy rối bởi những người đàn ông ở đây để xác loại tinh thần thì cô quay lại phòng nghỉ nơi mà nhóm bút chờ đang đột nhập để lấy hợp chất vi của A-Train, may là Hawkeye đã chặn cô lại và hai người trò chuyện với nhau. Tuy nhiên là Francie không tìm ra hợp chất vi trong túi A-Train, ngược lại thì Mother Smith đã phát hiện ra Popclaw vẫn còn hợp chất V tại nhà và cô này cũng nghiện vì giống A-Train, thế là cả nhóm đổi hướng về nhà Popclaw và bắt cô ta khai ra mọi thứ về hợp chất V. Tại cuộc đua thì A-Train trong trạng thái phê đồ đã giành chiến thắng và được tiếp tục ở lại The Seven. Sau đó thì war báo cáo cho Homelander về một chiếc hộp kỳ mà hắn ta tìm được dưới biển bên trong là xác của Chan Vấn đề là hộp chứa Chan được làm bằng kẽm. Đây là thứ duy nhất mà Homelander không thể nhìn xuyên qua được nên là Homelander nhận ra đây là một nhóm rất thông minh chứ không phải là bọn ớt ơ nào đấy. Ngược dòng thời gian thì ta biết được trước đây Bút trời đã có vợ nhưng mà vì lý do nào đó mà vợ đã mất tích và khả năng là liên quan đến đám siêu nhân. Sau đó thì Bút Chờ đến trụ sở FBI và giao chứng cứ về vụ A chơi đồ nhưng bằng chứng chưa đủ thuyết phục để buộc tội. Thì bây giờ bà muốn bằng chứng thuyết phục hơn hay là ngày mai trung sĩ Homelander sẽ bay sang Trung Quốc và quét sạch Bắc Kinh trong một phút. Uh, tôi cần bằng chứng thuyết phục hơn nhận ra là mấy cơ quan nhà nước khá quan liêu bút chờ buộc phải tìm được vi để có thể buộc tội được bọn siêu anh hùng cả nhóm đến một quán mì nơi mà Popclaw nói là Adrian hay lui tới tại đây thì họ tìm được một cô gái câm người nhật cũng là một súp nhưng mà cô ta đã thoát được đi đúng lúc đó thì huey nhận được cuộc gọi của annie bút chờ yêu cầu huey đi ngay để moi thông tin và khẳng định với huey là annie cũng mất dạy không khác gì bọn kia huey thì muốn chứng minh điều ngược lại nên đã đi gặp annie trong cuộc đi chơi với annie huey vô tình moi được thông tin chan có một người con điều này khiến huey hoảng loạn Để vì anh vừa khiến một người con mất bố nhưng mà nhìn mà tích cực thì thôi con trai chen luôn có origin story hợp lý Batman đã kiểm chứng Hai người tiếp tục trò chuyện và Hughie bắt đầu có tình cảm với Annie Nhưng mà anh không thể ngừng nghi ngờ việc cô có dính líu đến bọn siêu anh hùng biến chất Nên đã hack điện thoại của Annie Cùng lúc đó thì Homelander và Maeve nhận được một cuộc gọi trợ giúp Từ một chuyến bay bị khủng bố tấn công Hai người đến kịp lúc Nhưng mà do Homelander bắn laser vào bảng điều khiển Nên là máy bay không thể kiểm soát được nữa Maeve bảo là Homelander ra ngoài nhấc máy bay lên giống như là Superman đi Thì Homelander bảo là phim này nó thực tế đến cái mức mà phải có điểm tựa ấy, Thì tôi mới nâng được các thứ chứ không phải là như phim khác đâu cô ạ. Và khẳng định là cái điều đấy là không thể Thôi thì sự việc đã lỡ Homelander quyết định bỏ mặc tất cả và trên máy bay thì có cái cảnh kiểu bố mày laser hết tất cả chúng mày bây giờ ấy May dù cực kỳ bất dứt nhưng mà không có sức mạnh để cứu tất cả mọi người thế nên là chiếc máy bay lao thẳng xuống biển sáng hôm sau thì xác của chiếc máy bay dạt vào bờ Homelander và may có mặt để phỏng vấn Homelander thì nước mắt rán rụa nước mũi tùm lum trả lời khóc lóc các thứ là do họ đến quá trễ nếu mà họ được vào quân đội thì có thể đã biết thông tin sớm hơn và hùng hồn tuyên bố là mình sẽ make america great again rồi được đông đảo người dân ủng hộ về phía bút chờ thì nhóm của anh này đã tìm được cô gái câm và Franchi đã làm quen được với cô ta dù bị cản trở một chút bởi Atrien nhưng mà cả nhóm vẫn bắt được cô gái câm mang về vài ngày sau thì Atrien đến tìm Popclaw nói lời yêu cô lần cuối và trích cho cô bốn liều mai thúy Popclaw chết vì sốc thuốc và tất cả những gì vừa xảy ra là ý của Homelander hắn đã biết vụ Atrien nghiện thuốc và việc Popclaw đã kể cho ai đó về hợp chất V Homelander động viên Atrien nhưng mà cũng ngầm cảnh báo hắn về việc là ai mới là bố ở đây sau đó thì Homelander tham gia buổi tưởng niệm những người đã chết trong vụ máy bay May thì không chịu được giả dối trắng trợn của Homelander nên đã rời đi mặc dù là được hôm động viên và nói gì về đó về sứ mệnh của chúa nhưng mà giết người là giết người và mây bắt đầu có những suy nghĩ là không muốn ở trong the seven nữa một sự kiện sau đó được tổ chức quy tụ cả nhóm the seven và nhóm của butcher có tên là hội trợ niềm tin nôm na thì đây là cái chỗ mà bọn siêu anh hùng truyền với cái đạo giáo linh tinh một kiểu fan mít tinh nhưng mà tuyên truyền trá hình ấy. nhiệm vụ của butcher giao cho Hughie là theo sát starlight và xin cô về vip để vào gặp ezekiel một tên súp ngoài mặt thì là đứa con của chúa nhưng mà thực ra là một tên khổ dâm bệnh hoạn lý do chọn nhắm vào hắn ta là vì bút giữ rất nhiều clip của tên này tuy nhiên cái việc Huey xin về vip của Starlight khiến cô hiểu nhầm anh là một cái thằng fan rác rưởi của bọn siêu anh hùng biến chất nên là đâm ra ghét bỏ Huey Huey lẻn được vào phòng riêng của Ezekiel và ép hắn khai ra mọi thứ về hợp chất vi và nhận được thông tin địa điểm tiếp theo là khoa nhi tại bệnh viện Mercer trong khi đó thì Homelander đã đứng lên bục và bắt đầu màn diễn thuyết nó là những suy nghĩ của hắn về việc mình là đứa con của chúa phái xuống các thứ và được một đám fan ngu nguội ủng hộ điều này thì khác hẳn với những gì mà Madeline đã chuẩn bị sẵn nên là bà vô cùng tức giận tuy nhiên có một việc bất ngờ mà cả nhóm bút chờ không ngờ tới là À, Atrien vì quá nhớ nên đã quay lại nhà người yêu cũ chơi và vô tình xem được đoạn video lúc nhóm butcher ập vào, trong đó có mặt của Franchi. Thế là Atrien đi điều tra và biết được địa chỉ căn cứ của nhóm butcher. Vot cử Black Noir đến xử lý, Franchi phải bỏ của chạy lấy người nhưng mà đã thả cô gái cầm ra trước khi đi. Cô gái cầm chạy ra ngoài, đụng độ với Black Noir. Black Noir chém đứt đôi cô gái cầm nhưng mà hóa ra cô gái cầm này là Wolverine, phục hồi lại ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của Franchi. Tại hội trợ thì đến lượt Annie phát biểu nhưng mà thay vì đọc kịch bản của Vot thì cô đã khẳng định mình quá mệt mỏi khi phải làm theo ý của người này người kia và lên tiếng chỉ trích đứa mà bắt mình bím chu và chán công việc này lắm rồi. Huy hiểu ra con người của Ani khác với đám siêu anh hùng khác nên đã chạy theo và giải thích về chuyện xin vé vip của Ezekiel là để thực hiện một kế hoạch bí mật và thế là hai người ôm nhau cộng một cô bạn gái vừa sinh vừa làm siêu anh hùng mỗi tội là bím chu giờ deep. Trong lúc này thì bút chờ và Mother Smil đột nhập vào bệnh viện và đến được một nơi có rất nhiều những em bé súp. Bọn trẻ con này được tiêm cả đống hợp chất về vào người khả năng là phải tính bằng lít. Phi vụ lấy vi của nhóm bút chờ thành công. Homelander thì cũng trở lại trụ sở Vought và đối mặt với Madeline. Hóa ra bấy lâu nay bà đã biết Homelander luôn theo dõi mình và đã biết tâm lý của Homelander. Tuy vẻ ngoài là trưởng thành nhưng mà Homelander có tâm lý của một đứa trẻ và đã lợi dụng điều này để nắm thóp Homelander bằng cách là cho Homelander uống sữa của mình. Brr. Và mọi chuyện bắt đầu dần đến sáng tỏ Hóa ra là không có đứa trẻ siêu nhân nào được sinh ra hết Ban đầu thì là trẻ con bình thường Nhưng mà sau khi được tiêm hợp chất vi thì sẽ bắt đầu hình thành siêu năng lực Và Vought đã thực hiện quá trình bơm thuốc này đến khắp nơi trên nước Mỹ Đây là một khám phá vô cùng quan trọng cho việc bút chờ lật tẩy từ Seven Trong lúc đó thì tại trụ sở Vought, Annie bị Madeline gọi lên để chất vấn về bài phát biểu Nhưng mà Annie cứng, bật lại và khiến Madeline tức điên Tại vì đây là lần đầu tiên mà bà không kiểm soát được ai đó Trong thang máy thì Annie gặp Maeve và nói về việc khả năng cao là Maeve cũng là sản phẩm được tô vẽ chả phải anh hùng gì đâu mây về bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của annie cũng trong lúc này madeline gọi cho giờ deep và bắt hắn ta thừa nhận việc extra Starlight bím chu đồng thời cho giờ deep rời khỏi the seven một thời gian sau đó thì vót tích cực quảng cáo cho hình ảnh của the seven để lấy lại thiện cảm của công chúng bao gồm cả việc để homelander bịa ra một câu chuyện về tuổi thơ trong sáng của mình điều này khiến homelander bắt đầu loạn trí còn Mother's Mew lúc này đang đi tìm một súp tên là mesmer có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sau khi giúp hắn gặp được con gái của mình do lệnh cách ly của tòa thì mesmer đã giúp mother Miu đọc suy nghĩ của cô gái câm và biết được cô từng là lính đánh thuê và tên là Kimiko. Sau đó thì Butcher đưa bằng chứng buộc tội The Seven đến chỗ trụ sở nhưng mà trụ sở từ chối không tố cáo The Seven tại vì họ sợ Homelander và hiện tại thì con người chưa có vũ khí nào để chống lại Homelander cả. Và đúng thật là mấy cái thằng này mà nó điên lên thì nó quét sạch nước Mỹ trong một nốt nhạc luôn. Bắt Butcher thất vọng về bộ máy nhà nước nên là đã cùng với những người bạn của mình cộng thêm Kimiko thành lập lại nhóm The Boys và chính thức tuyên chiến với Vought. Nhưng mà có hai vấn đề. Đầu tiên là Mesmer đã đưa toàn bộ hình ảnh của nhóm cho Homelander và thứ hai là Annie và Hughie yêu nhau và tệ hơn nữa là bút trời cực kỳ ghét siêu nhân tua lại 8 năm trước thì lúc này bút trời vẫn chưa có vấn đề gì với siêu nhân cả đang hạnh phúc với vợ mình bút trời đã gặp Homelander từ lúc này và khả năng là có biến cố gì đó khiến vợ bút trời mất tích và khiến anh ghét bọn siêu nhân ngày hôm sau thì Homelander triệu tập tờ Seven và phanh phui hết mọi chuyện về việc Hughie đã là người giết Chen Lucian và moi thông tin từ Popclaw, Ezekiel và Mesmer Homelander nghi ngờ Starlight đã giúp đỡ Hughie và chuẩn bị nung đầu Starlight nhưng mà may phải có Mây cản lại nhưng mà Adrian đã đến nhà Huey và đe dọa bố anh cả nhóm The Boy thì đều đã bị lộ thông tin Butcher nghi là do Annie nhưng mà Mother's Mew giải thích là do Mesmer Huey chạy nhanh về nhà và sử dụng một liều hợp chất vi để thương lượng với Adrian Huey chất vấn Adrian vì đã giết Robin nhưng mà hắn ta nói đấy chỉ là tai nạn còn cái việc Huey lợi dụng Popclaw, người yêu hắn ấy lại là cố tình nên là suy ra Huey đáng trách hơn nhưng mà chưa kịp nói thêm gì thì Popclaw xuất hiện và xin Adrian cái chân gió với hầm thuốc bắc về Homelander thì sau khi nhìn ảnh của Butcher đã nhớ về sự kiện 8 năm trước và sự thật là hắn cũng có mối quan hệ với Rebecca, vợ của Butcher, để điều tra thì Homelander đã bay về gặp ông giám đốc đời trước của Vought, người mà đã tạo ra anh và biết được Rebecca đã có một người con với Homelander. Nhưng mà ông ta nói là cả hai mẹ con đều đã chết. Trong lúc đó thì Butcher tìm được Mesmer và đập chết hắn ta. Trước khi chết thì hắn nói sẽ giúp anh tìm lại vợ mình. Butcher nhớ lại 8 năm trước trước khi vợ mình mất tích thì Mallory, sếp của anh ta lúc đó đã nói Homelander có liên quan đến sự việc. Đó chính là điều dẫn đến mối thù của Butcher với Homelander đến tận ngày nay. Sau đó thì anh hội ngộ với The Boys. Hóa ra là trụ sở nhà nước không tệ như mọi người tưởng nhóm này đe dọa Madeline về tất cả mọi thứ về hợp chất V và những gì vót âm thầm làm nhưng mà hiện tại thì họ chưa thể bắt được Vot tại vì chưa có phương án gì chống lại Homelander nhưng mà ít nhất đã ngăn được Vot trước hết là không cho siêu nhân vào quân đội và phải để yên cho nhóm của Butcher. Madeline bắt buộc phải đồng ý nhưng mà sau đó thì giám đốc FBI nhận ra là phe khủng bố tại Iraq cũng có một tên siêu nhân trong đội ngũ điều này khá lạ tại vì Vot chỉ tiêm vi cho trẻ con trên đất Mỹ thôi còn về Annie thì sau khi bị Homelander dọa cho mặt cắt không còn giọt máu thì đã đến gặp Hughie và bắt anh phải thừa nhận chuyện giết Chen Luther chất công chúng nhưng mà Hughie đã nói về hợp chất vi cho Annie. Annie thì vẫn tin là mình được ban sức mạnh từ Chúa và bút chờ từ đâu xuất hiện bắn Annie rồi lôi Hughie đi. Thông tin về tên khủng bố đã đến tay Voss và Homelander được cử đến Iraq để điều tra và mang về được một đống hợp chất vi bản rap 11 so với Voss như từ cõi chết trở về. Voss giành được lợi thế mặc dù là ai cũng biết là chả có bản rap 11 nào hết cái ông khủng bố kia chắc chắn là được Voss tạo ra nhưng mà từ vụ này lâu năm góc đã phải để yên cho Voss và giữ bí mật về hợp chất vi. Không những thế việc đưa siêu nhân vào quân đội cũng được hợp pháp hóa để có thể để chống chọi lại đám siêu nhân ở phe khủng bố tệ hơn nữa là nhóm The Boys bị truy nã ngược vì đã giết Chad Lucian và mọi thứ tồi tệ đều đang kéo đến với The Boys cùng một lúc là bị cả cảnh sát vót và đám siêu nhân chống lại một lúc Hughie và Butcher đến tìm Mallory để nhờ trợ giúp nhưng mà hiện tại thì bà không thể giúp gì cả tại vì năm xưa chỉ vì chống lại bọn siêu nhân mà cả gia đình của Mallory đã bị vót giết sạch Hughie và Butcher sẽ phải tự lo liệu nhưng mà trong lúc đó thì Mother's Mew, Frenchy và Kimiko cũng đã bị bắt Hughie muốn đi giải cứu mọi người nhưng mà Butcher chỉ muốn đến nhà để bắt Madeline và đe dọa Homelander. Hughie nhận ra là bấy lâu nay Bút Chờ không hề muốn vạch trần siêu nhân như một người hùng chính nghĩa gì cả mà chỉ đang có mối thù cá nhân với Homeland đời thôi. Thế là Bút Chờ bỏ đi một mình và để Hughie ở lại. Annie thì trở về nhà và hỏi mẹ về vụ vót tiêm thuốc và đã biết được toàn bộ sự thật. Cô đến nhà tịnh tâm và gặp Hughie được nói rằng mình là một siêu anh hùng rất tuyệt và siêu anh hùng thì đến từ trái tim chứ không phải là một lọ thuốc thí nghiệm. Ha hỏi các tên America và tất cả siêu nhân trong The Boy xem Nên là Annie không có gì phải xấu hổ hết Tối hôm đó thì một buổi tiệc ăn mừng của Vought diễn ra vì thành công mang dội mà Madeline làm được Nên là sắp tới chủ tịch Gus Fring sẽ dự định cho cô lên làm chủ tịch của Vought Tại đây thì Annie đã gặp được Naruto, thì tôi là Maeve nhưng mà Maeve đã thông não chi thuật cho Annie về việc là một siêu anh hùng là như thế nào Thực ra thì Maeve cũng rất là muốn giúp ích cho đời Nhưng mà đã lỡ xa vào cái máng lợn giờ xe sâu quá rồi Nên là không rút ra được Và cô khuyên Annie là nên giữ cho mình sự liêm kiết khi còn có thể Trong lúc đó thì Homelander có cuộc nói chuyện với Mark Berlin. mọi chuyện thực ra không phải là do vót ăn may Kimiko hay là tiên súp ở iraq đều là do kế hoạch của homelander bấy lâu nay thì hắn ta đã nhờ a train phân phát hợp chất vi tạo ra rất nhiều siêu nhân trên thế giới và homelander sẽ là người duy nhất đánh bại được chúng bố này tự tin phết nhỉ nhớ có thằng nào mạnh hơn homelander thì sao và vì thế mà nhà nước bắt buộc phải cho homelander vào hàng ngũ quân đội một kế hoạch quá hoàn hảo khác biệt hoàn toàn với cách của madeline madeline biết mình thua thế và bắt đầu sử dụng sữa mẹ để dụ dỗ homelander và đã thành công nhưng mà madeline lại nói gì đó về đứa con đã mất của homelander khiến mặt anh biến sắc nhưng là một khuôn mặt tự mãn như kiểu là đã biết về chuyện gì đó cùng thời điểm đó thì Hughie đã tự mình lao vào hang địch và giải cứu được mother smith và frenchy bất ngờ hơn thì là cả nhóm còn nhận được sự giúp đỡ từ starlight nhưng mà HN cũng có mặt và Starlight phải solo với A-Train để cả nhóm bỏ chạy. Nhưng mà chưa đánh được tí nào thì A-Train bị đau tim ngất đi luôn Thế là The Boys tẩu thoát thành công. Butcher thì đã đến nhà và bắt được con của Madeline sau đó chói Madeline lại và gọi Homelander đến. Một lúc sau thì Homelander đến nơi. Butcher thì không hề muốn giết Homelander và chỉ muốn thấy Homelander đau khổ như cái cách mà hắn ta đã làm với anh và Rebecca Nhưng mà Homelander thông minh hơn cả Butcher và Madeline nghĩ Bro, thì tôi giết vợ bro hồi nào? Có bằng chứng không? mà bro đang nói bro ghét tôi vì bro bị ảo giác à hay là bro có khả năng tâm linh đây đâu có phải thu rút su cai sen đâu còn con mụ kia nữa bà tưởng tôi thèm sữa bà lắm mẹ ừ tôi cũng thiếu tình thương nhưng mà tôi không thích cái bọn nói dối tôi đích phải con bà tôi sinh ra từ ống nghiệm tôi uống nước bằng một cái kim và sống trong một cái cũi bà chỉ yêu cái thằng con bà đẻ ra thôi còn tôi là kẻ bị lợi dụng nói xong thì homelander giết madeline và butcher kích hoạt cả bom trên người madeline nhưng mà homelander đã kéo cả hai người đi đến gặp vợ của anh người mà butcher tưởng rằng đã chết và ở đấy có một đứa con của homelander và vợ mình một pha ntr ấn tượng nhất lịch sử phim truyền hình butcher lú hết cả đầu và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong mùa đầu tiên của the boys tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký the reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại